để lựa chọn một máy đo huyết áp giá rẻ nhưng mà không ảnh hưởng đến chất lượng như thế nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường nhiều người xài nhất là những máy đo huyết áp tầm khoảng 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu, còn có những dòng rẻ tiền hơn và những dòng cao cấp hơn tầm 2 đến 3 triệu. Thì Hoàng Sơn sẽ giới thiệu bà con mình một dòng B2 của hãng Myrolife ha, giá thành tầm trung nhưng mà có đầy đủ chức năng cao cấp và cái độ tin cậy rất là cao. Thì hãng Myrolife sẽ bảo hành cho chúng ta về máy là 5 năm, nếu mà hư là đổi máy mới luôn nha. Rồi ngoài chức năng đo huyết áp và đếm nhịp tim thì máy còn có bộ nhớ 30 lần, có ngày giờ nhớ nè. Bên cạnh đó nó sẽ còn có cái báo mức báo huyết áp cao thấp, rồi cảnh báo là vòng vấn đúng hay không đúng đó, để nhiều khi tránh sai số nè. Rồi nó có cái cảm biến thông minh để dò huyết áp mình phù hợp. Ví dụ huyết áp mình là 120 thì máy nó sẽ bơm lên là 150 để nó đo, còn nếu mà huyết áp mình là 150 nó sẽ bơm lên là 180, nó cao hơn, chứ nó không có giống như những dòng máy rẻ tiền là nó sẽ bơm hết công suất lên. Nó sẽ vừa tốn pin nè, nó sẽ vừa làm cho cái người đo cảm thấy khó chịu khi bị siết rất là mạnh nè, và nó sẽ bị giảm tuổi thọ khi nó luôn chạy hết công suất. Đây là cái dòng của hãng Myrolife ha, B2. Thì cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin và những chương trình hỗ trợ của hãng nha. Bên cạnh đó mình cũng có thể xem thêm các video khác về cách lựa chọn máy đo huyết áp và những dòng máy thiết bị y tế gia đình. Rồi chúc bà con nhìn giữ sức khỏe nha. Có thể gọi điện cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới.